Xin mời các bạn cùng quay trở lại với những diễn biến tại sông đá Sportlet để tiếp tục chứng kiến lượt trận thứ hai vòng đấu bảng trong bộ môn bóng đá nam của hội thao nội bộ CB Sport lần thứ 6 năm 2023. Giải đấu đang diễn ra tại sông đá Sportlet với sự tham dự của 6 đội bóng nam và 2 đội bóng nữ. Quả đá phạt nguy hiểm dành cho cầu thủ bên phía đội bóng FC Hùng Dũng. Pha chuyền bóng không được, tình huống xử lý đã đi ra ngoài. Ở bảng A sẽ bao gồm 3 đội bóng xướng CB Sport, văn phòng CB và đội bóng FC Cù Lao. Trong khi đó thì bảng B sẽ là cuộc cạnh tranh giữa FC Hùng Dũng, FC NM và đội bóng FC Trà Vinh. Đây là cơ hội nguy hiểm dành cho Hùng Dũng, cú đá vẫn chưa thành công. Nỗ lực dứt điểm của họ vẫn chưa thể đánh bại được hàng phòng ngự bên phía đội bóng FC Trà Vinh. Tình huống cướp bóng và đây lại là cơ hội nữa dành cho các Hùng Dũng, dứt điểm ngay, cú đá vẫn đi chưa đủ hiểm. Xướng CB Sport nhà đương kim vô địch đã có màn ra quân không thuận lợi và đây là cơ hội nữa dành cho các thủ áo xanh nhạt. Quả dứt điểm vẫn chưa đủ hiểm không. Thêm những nỗ lực xây sở nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh lá. Tình huống cướp bóng chủ động và đây là thời cơ đối mặt dành cho các thủ áo xanh lá, không vào. Sức ép lớn và cầm bóng khá mạo hiểm, được xuyên lên một pha thoát pressing rất hay. Tuy nhiên thì ngay sau đó lại là cơ hội dành cho các thủ Trà Vinh, pha lỡ đà quá đáng tiếc. Khoảng trống dứt điểm không vào. Pha đá thẳng không qua được thủ môn đối phương, hai cú đá liên tiếp nhưng không thành công. Vẫn là cơ hội, thêm cú đá thứ ba và bóng đã đi ra ngoài. Pha xoay người, cài người rất tốt và lấy bóng tiếp theo dành cho các thủ áo xanh lá. Vẫn còn, được chuyền ra, khoảng trống thanh chọn, kết thúc. Pha dứt điểm chưa vượt qua được các thủ bên phía đội bóng áo xanh lá và bất ngờ đã có bàn thắng dành cho các thủ bên phía đội bóng FC Trà Vinh. Pha ghi bàn đến từ đội trưởng Văn Úc. Một tình huống tận dụng sơ hở của hàng phòng ngự đối phương và các thủ áo xanh lá đã có bàn thắng vượt lên, khiến cho các cổ động viên của Hùng Dũng đang phải im lặng. Một pha lao ra thiếu dứt khoát của thủ thành bên phía đội bóng FC Hùng Dũng và họ đã phải nhận bàn thua. Cuộc đối đầu đang diễn ra hấp dẫn và gay cấn. Một tình huống đưa bóng và tỷ số đã được cơ qua dành cho các thủ bên phía đội bóng Hùng Dũng. Quả đá phạt góc đã thành bàn và người ghi bàn là vị trí đến từ Minh Tùng. Pha bóng rất bất ngờ của số 6 bên phía đội bóng áo xanh. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Quả đá phạt góc, bóng đã khẽ chạm vào một cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh trước khi đi vào lưới và mang về bàn thắng. Không khí đã sôi động trở lại sau khi mà các cầu thủ áo xanh nhạt đã tìm kiếm được bàn thắng quân bình tỷ số. Pha đột phá Vũ Huy, vẫn còn bóng vẫn chậm chân của các cầu thủ xanh. 2-1 dành cho FC Hùng Dũng. Những âm thanh của các cổ động viên đang lấn ra cả những âm thanh của những chiếc loa. Và tỷ số bây giờ bất ngờ được nâng lên 2-1 dành cho các thủ áo xanh với tình huống lập công thứ hai trong trận đấu của cầu thủ mang chiếc áo số 6. Người ghi bàn lại là Minh Tùng. Một đường chuyền tốt đến từ Vũ Huy. Minh Tùng đã tận dụng cú đá góc hẹp và dứt điểm vào góc gần, bóng đi rất hiểm. Cú đá không vượt qua được các thủ bên phía đội bóng FC Hùng Dũng, vẫn còn. Và cài người khá tốt, vẫn là cơ hội dành cho FC Trà Vinh. Tuy nhiên đường chuyền hỏng và đây là Minh Tùng. Minh Tùng đột phá, vẫn là số 6 đối mặt. Đường chuyền ngang, pha bóng lỡ đà vẫn còn, dứt điểm không vào. Pha dứt điểm bôi. Quá đáng tiếc, một pha bóng lộn xộn mà các cầu thủ bên phía đội bóng FC Hùng Dũng đã có cơ hội phản công nhanh. Tiếp tục là khoảng trống, cú dứt điểm ngay không được, cú đá đã không thành công và đây là cơ hội đáp trả. Thêm một đường chuyền, thời cơ tiếp theo dành cho cầu thủ bên phía FC Trà Vinh. Họ cần bàn thắng để đưa trận đấu trở lại với vạch xuất phát và hy vọng tìm kiếm điểm số đầu tiên trong trận đấu ra quân. Vẫn còn, pha lật bóng dành cho cầu thủ bên phía đội bóng xanh nhạt. Như vậy thì chúng ta đã đôi coi kết thúc trận đấu. Như vậy Hùng Dũng sẽ có được chiến thắng thứ hai liên tiếp và họ đã đội bóng chiếm ngôi đầu bảng B để có thể ghi tên mình vào vòng đấu bán kết.